Lễ phong chung phúc cho bốn vị tự đạo tại Argentina. Thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019 tới đây, Đức Hồng y Angelo Pesciu, tổng trụ bộ phong thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha trụ sự lễ phong chung phúc cho Đức Cha Enrico Angelo Angelilli Caletti và ba bạn tự đạo tại Argentina dưới thời độc tài quân phiệt Argentina. Đức cha Angelelli Carletti, sinh tại Cordoba, Argentina năm 1923 và thụ phong linh mục cách đây 70 năm, tại Roma khi được 26 tuổi. Cha ý thức ngay về tình trạng các khu sống nghèo tại thành phố Cordoba. Cha làm tuyên úy cho phong trào thanh lao công và giới trẻ đại học. Năm 1960, cha Angelelli được Đức Thánh Cha Gioan 23 bộ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Cordoba lúc mới 37 tuổi và trong tư cách này, ngài đã tham dự công đồng chung Vatican nô đệ nhị. Trong khi đó, đức cha bị bại chức vì lập trường binh vực những người nghèo khổ nhất. Năm 1968, đức cha Angelelli được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận La Rioja. Tuy đức cha được dân chúng và các tín hữu ngưỡng mộ, nhưng các nhà chính trị và các đại điền chủ ngăn cản công việc của Ngài. Ngày 4 tháng 8 năm 1976, trên đường trở về nhà sau khi cử hành thánh lễ tại El Camico, xe chở Đức Cha do Linh Mục Anturo Pinto lái đã bị một xe trên đó có ba binh sĩ đụng và ủi xuống một vực thẳm. Nhà nước nói đó là một tai nạn lưu thông, nhưng 38 năm sau đó, năm 2014, sự thật được làm sáng tỏ. Đó là một vụ giết người thực sự chỉ vì sự binh vực của đức cha Angelelli Caletti dành cho người nghèo. Án phong trung phúc cho đức cha Caletti được khởi sự và tiến hành ở cấp giáo phận từ ngày 13 tháng 10 năm 2015 đến ngày 15 tháng 9 năm 2016, rồi được gộp với án phong của hai linh mục là cha Gabriel Longuiville thừa sai người Pháp theo diện Hồng Ân Đức Tin, cha Carlos de Dios Murias dòng Francisco viện tu và giáo dân Wenceslao Pedenera, người cha gia đình. Ba vị bị sát hại hồi tháng 7 năm 1976 sau khi bị bắt cóc và tra tấn tại một căn cứ quân sự. Ngày 8 tháng 5 năm ngoái năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố xác lệnh nhìn nhận cuộc tự đạo của bốn vị tôi tới Chúa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Bessu nói rằng, bốn vị tôi tới Chúa nói trên thật là các vị tự đạo. Trong một thời kỳ giáo hội sau công đồng chung Vatican Nô Địa Nhị, ý thức rằng mình không thể im lặng trước những bất công xã hội, bốn vị đã có can đảm binh vực các quyền lợi của người nghèo. you